Xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về thì một chiếc Kia Cerato 2021 phiên bản premium. Xe này là sử dụng động cơ là 2.0. Anh chị coi này cái phần đèn này. Đèn nó là đèn LED luôn anh chị. Đèn chiếu xa đèn LED luôn, chiếu gần đèn LED luôn. Và ở đây có một cái bóng bi này nè. Đó, và có cảm biến phía trước luôn anh chị. Thiết kế xe nhìn đẹp ha. Đây. Thiết kế xe nhìn đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, trẻ trung thể thao. Xe chạy lướt, chạy có 16.000 cây, 5 cái vỏ là còn theo xe hết. Nè, vỏ của Continental nè. Mâm là mâm 17 nè. Đây. Nước sơn nè, gần như là sơn zin quanh xe luôn chị. Đó, chất xe này còn đẹp mà được cái mẫu xe nó đẹp nên gì. Thiết kế xe nó trẻ trung thể thao. Đó. Xe này cũng trang bị rất là nhiều option luôn. Chẳng hạn như là cửa sổ trời nè. Đó. Màn hình giải trí nè. Sạc pin không dây dành cho điện thoại thông minh nè. Và được cái nhà điều hòa nè, hai dùng luôn chị không? Nè, hai dùng luôn. Đó, bao mát cho anh chị luôn. Có chìa khóa thông minh nè, khởi động nút bấm luôn nè. Có ga tự động luôn nha. Chạy có 16.000 cây. Các chi tiết trong nội thất gì như là còn mới lắm. Chẳng hạn như là phần ghế anh chị coi nè. 16.000 cây. Ghế da còn mới tinh nè. Đó. Đó, nè, chẳng hạn như cần số cũng vậy nè. Đây ở đây là còn cái ni lông nè, khách hàng chưa lột nè anh chị. Đó. Ghế bên phụ nè, cũng còn đẹp nè. Ghế da còn đẹp phải không? Đây nè, chi tiết nhựa nè. Đó, táp lô nè. Đó. Vô lăng cũng vậy nè, 16.000 cây vô lăng này còn mới tinh. Xe chạy lướt mà. Nè, các chi tiết nhựa này, chẳng hạn như tắp bi cửa của bên tài nè. Đó, gương là chỉnh điện cho anh chị luôn. Thấy không? Ở đây mình có ghế chỉnh điện bên tài luôn nè. Đó, có thổi phòng ghế luôn. Khách hàng đã gắn thêm một cái nóc bị bước chống giày. Năm sản xuất là 2021. Xe này là phiên bản là 2.0. Đó, bản 2.0. Mà phiên bản premium nha, premium mình nó đầy đủ option. Nè, phía sau nè, đó, cái chi tiết nhựa nè, còn đẹp lắm. Chạy có 16.000 cây à. Còn đẹp lắm. Anh chị coi nè, đó dàn ghế nè. Thấy không? Ghế phía sau nè, nó cũng còn đẹp quá trời luôn. Ở đây thì có cái cửa gió điều hòa phía sau nữa nè. Đó, anh chị đi đi trưa nắng nó cũng đỡ có nóng hơn là gì ha. Nếu mà ai ngồi phía sau nè. Đó, xe còn đẹp quá trời luôn, để chưa mở cái nắp capo với mở cái nắp cốp lên. Nắp cốp lên quay cái bánh xe dự phòng cho anh chị coi. Thiết kế phía sau nhìn cũng đẹp nè, anh chị thấy không? Đó, Cerato phiên bản 2.0 là bản premium nha. Nè, bản này bản premium. Để mở cái nắp cốp lên. Chưa mở cái nắp cốp lên quay cái bánh xe dự phòng cho anh chị coi. Đó, anh chị thấy không? Cái phần cái mình bọng bên trái nè. Đó, có cái đùa gió thể thao nè. Đây, có cái phủ táp lô này, vẫn còn phủ táp lô luôn. Đây, bánh xe dự phòng đây nè. Đó, bánh xe này hình như có sử dụng rồi nè. Đường ngày theo xe nè. Những cái vấn đề chẳng hạn như là keo chỉ mọi thứ bên chiều mua bán, bên chiều đảm bảo cho anh chị luôn. Là keo chỉ nguyên zin. Đó là đây là phía hông bên phải. Nước sơn nó liền lạc. Vỏ là còn theo xe hết, mâm là mâm 17. Đây là phía sau ở bên phải. Đó, chị sẽ đi dạo hết một vòng cho anh chị coi cái xe nha. Anh chị nào ở xa đi đến coi xe cũng đỡ mất thời gian anh chị. Đây nè. Đó, tắp bi cửa nè. Ghế nè. Đây, cửa sổ trời nè. Cần số nè. Đó, sạc pin không dây dành cho điện thoại thông minh. Màn hình giải trí. Vô lăng. Ghế bên tài. Đó. Nói chung cũng quay hết một vòng cái nội thất rồi đó. Thì anh chị các bạn nào ở xa coi cái xe thì cũng biết một sơ sơ về cái xe rồi. Đó, khi mà anh chị có quan tâm cái xe này thì cứ đến coi thực tế nha. Thì giá chiếc này chị bán là 520 nhưng mà còn thương lượng. Anh chị đến coi xe chịu bớt thêm cho anh chị. Nè nè, máy móc là còn nguyên zin. Ở bên chiều mua bán là cam kết và đảm bảo cho anh chị. Nè nè. Xe vẫn đang để nổ máy anh chị. Nổ máy êm ru. Quá êm luôn. Động cơ 2.0. Đó, cái chi tiết nhựa của cái phần động cơ. Đó, khung xương mọi thứ nguyên bản nè. Ốc bè cũng vậy nè. Đó. Ốc capo nè. Đó. Quay từ từ, quay chậm chậm thôi. Anh chị ở xa thì đã mất thời gian đi đến. Đây. Rồi, chị cũng quay hết một vòng cái xe rồi đó. Thì anh chị các bạn nào mà có quan tâm cái chiếc Cerato này thì đến coi xe đi nha. Giá là 520 triệu còn bớt. Đến coi xe có bớt.